Đối với cái thị trường sản phẩm Eco Park ấy, thì thực ở những cái địa phương khác ấy, thì thực sự là mỗi một cái địa phương thì cái cách thức bán lại khác nhau, bởi vì là do là cái đặc tính của người dân ở khu vực đấy và cái chân dung khách hàng. Đối với ở Eco Park và nữa là cái thời điểm mà Eco Park mở bán nó sẽ khác nhau, thì nó sẽ dẫn đến những cái cách bán hàng khác nhau. Ví dụ như là Eco Park Hưng Yên chẳng hạn, thì là khách hàng của Eco Park Hưng Yên đó, một là khách hàng để ở, với cả hai nữa là khách hàng đầu tư rất là nhiều, là và là những người Hà Nội, người sống ở Hà Nội mua rất là nhiều. Cái tệp khách hàng nó rất là rộng bao la luôn, cho nên là nó sẽ khác. Và cái việc là cái quá trình mà Eco Park bán được hàng đúng là cũng là một cái quá trình mà theo em nghĩ là ngoạn mục, bởi vì là suốt cả một quá trình từ năm 2003 cho đến tận năm 2018 thì thực sự là Eco Park cũng đã là một cái sản phẩm quá đẹp với quá nhiều giải thưởng rồi, nhưng mà bán vẫn là khó anh ạ, bởi vì lúc đấy á, chủ đầu tư vẫn mới là người gọi là tạo nên sản phẩm thôi, chứ vẫn chưa phải là người biết cách đi bán hàng. Giống như là bây giờ là ví dụ như là một người nông dân đúng không, họ có thể là trồng ra một cái sản phẩm, ví dụ nhà mình chẳng hạn, bố mẹ nhà mình trồng lúa không hề phun thuốc sâu, đi bắt con ốc cũng không bao giờ phun thuốc, bắt bằng tay hết, nhiều có bằng tay hết, trồng lạc cũng vậy, nhà mình phủ ni lông hết và dùng sức người hết chứ chưa bao giờ dùng gọi là một cái giọt thuốc đúng không. Nhưng mình có thể làm một sản phẩm rất tốt, nhưng mà khi mà mình đi bán hàng thì mình cũng chưa biết cách bán, chưa biết nói sao. Thì ví dụ như Eco Park thời gian đầu cũng là Eco Park tự bán hàng, sản phẩm của Eco Park rất là tốt, nhưng mà Eco Park lại cũng chưa marketing truyền thông rộng rãi để mà mọi người biết được là đây là một sản phẩm tốt. Và sau đó thì bắt đầu từ năm 2019 trở đi, Eco Park mới liên kết đối với các đại lý để truyền thông rộng rãi cái sản phẩm Eco Park đến với người dùng hơn, thì lúc đấy mọi người mới biết đến Eco Park. Và khi mà mọi người đã biết và mọi người lại thực tế được trải nghiệm sản phẩm nữa, bởi vì là tại thời điểm đấy thì Eco Park Hưng Yên đã thành hình rồi mà, mọi người hoàn toàn được sống, được trải nghiệm, được đến vui chơi rồi, thì mọi người mới cảm thấy là có một cái nơi đẹp như này mà mọi người không biết đến. Thì đó là cái bắt đầu mà cái giai đoạn mà Eco Park Hưng Yên bùng nổ. Thì cái cách bán hàng của Eco Park Hưng Yên là vậy. Còn sang Eco Park Hải Dương thì cũng là một cái sản phẩm mà gọi là đã mang đến cái thành công cực lớn cho các nhà đầu tư cũng như là các cái đại lý, cũng giống như là các sale bán hàng của Eco Park Hải Dương. Bởi vì là Eco Park Hải Dương là ra hàng vào cái thời điểm 2018 với ban đầu là với một cái mức giá rất là vừa phải, và sau đó thì người Hải Dương họ cảm nhận được cái giá trị của sản phẩm Eco Park, cũng đúng là cái thời điểm mà dịch Covid, nhưng mà lại là cái thời điểm mà thị trường bất động sản Việt Nam đi lên đúng không, có sóng bất động sản, cho nên là thành ra là những cái nhà đầu tư tại Eco Park gọi là đợt đấy là lợi nhuận khủng khiếp. Bây giờ sang Eco Park của Vinh thì nó như thế nào thì bây giờ là thời điểm khác rồi, bây giờ là một cái thời điểm mà không còn là nhờ vào sóng để đi lên nữa như em đã nói, mà nó là cái thời điểm của người thật việc thật. Eco Park phải thật sự thể hiện được giá trị của mình thì người ta mới chọn Eco Park. Và thứ hai nữa là Eco Park đang bán hàng ở một cái gọi là một cái nơi mà khách hàng, mình nói vui là khách hàng khó tính, không phải là một khách hàng mà thấy người ta mua cũng mua theo, không, hoàn toàn không phải như vậy, không phải là một cái nơi mà khách hàng gọi là người ta đua nhau để mua, không, đây là một cái nơi mà khách hàng người ta là người thật việc thật nhất. Người dân Nghệ An mình nổi tiếng thật sự là, có thể là vì em là người Thanh Hóa cho nên là em cảm thấy Thanh Hóa với Nghệ An rất là gần gũi, cho nên là em có thể là một phần một đó thiên vị cái người Nghệ An hơn một tí, hoặc là do những người bạn, những con người mà em gặp gỡ, hoặc là những cái người mà em quen biết ở Nghệ An phần lớn đối với em có ấn tượng quá tốt. Nhưng mà thật sự em vẫn cảm thấy là người Nghệ An như nào, siêng năng số 1, đối với em là siêng năng số 1, làm kinh khủng khiếp luôn, hết sức để làm, và họ làm được, họ nói được họ làm được với anh. Và họ không phải là những cái người mà có đồng tiền từ trên trời rơi xuống, không phải người mà sống ở cái nơi là thò tay ra là bắt được con cá để mà ăn đúng không, không phải là như vậy, mà người ta rất nhọc nhằn, rất là khó nhọc nhọc nhằn để mà làm ra đồng tiền. Cho nên là trong cả một quá trình vất vả để người ta đi lên á, đi lên từ bùn lấm lem như vậy, là một quá trình mà người ta đã phát triển cái tư duy, cái trí tuệ, cái góc nhìn, cái nhân sinh quan của con người của người ta quá là lớn rồi. Người ta không phải là vì những cái gọi là theo đám đông quá nhiều nữa, mà người ta nhìn vào cái nội tâm, nội tại và cái sự phù hợp của người ta. Cho nên thị trường Vinh là một thị trường rất là khó. Anh sẽ nhìn những cái sự kiện mở bán của Eco Park
bình thường á người ta các cái dự án bất động sản á, hay bán hàng vào các sự kiện, vì tại cái sự kiện đấy thì nó sẽ có những cái hiệu ứng vì về đám đông hô hào rồi đám đông chen lấn tranh nhau mua và khiến cho người ta cảm thấy là FOMO, mua nhanh không hết, đúng không? Mua nhanh không thì không còn những chính sách tốt như vậy nữa, như vậy. Nhưng mà người Vinh thì không, tất cả các cái sự kiện mở bán đối với người Vinh thật sự là chưa đem lại cái kết quả như chủ đầu tư mong đợi. Bởi vì thực ra là người ta mua không phải là vì một phút, một chốc, vì một tích tắc đấy mà người ta chọn mua. Mà để người ta chọn mua là cả một quá trình người ta tìm hiểu, quan sát. Và người ta cân đo đong đếm giữa cái nhu cầu của người ta xem có thật sự cần hay không. Đấy, thì đối với một cái thị trường Eco Park Vinh á, là nó phải rơi vào hai điểm. Một là rơi vào thị trường khó và hai là rơi vào cái tâm lý của người dân rất là chắc chắn. Cho nên là nó không phải là dễ, nhưng mà em nghĩ là Eco Park lại làm được. Bởi vì là sản phẩm của Eco Park là sản phẩm sinh ra để sử dụng. Nó khác với tất cả những cái khu đô thị mà tạo nên để marketing, để bán hàng, để chốt lời. Mà nó là một cái nơi mà tạo ra giá trị để sống. Và nó là cái gọi là cái văn hóa của Eco Park từ trước giờ. Nó nằm sẵn trong cái sứ mệnh khi mà Eco Park tạo ra những khu đô thị của họ rồi. Đó, cho nên là em nghĩ là rồi thời gian sẽ trả lời. Tất nhiên là vào cái thời điểm khó khăn như này anh, chủ đầu tư nào cũng khó khăn. Và em khẳng định là, tất nhiên là, quên xin lỗi, không phải là khẳng định, em không có thông tin chính xác, nhưng mà em vẫn nghĩ Eco Park cũng khó khăn. Bởi vì anh nhìn xem tất cả những chủ đầu tư lớn, Vin cũng khó khăn, Nova cũng khó khăn, đúng không? Bao nhiêu chủ đầu tư khó khăn thì Eco Park không thể nói là không khó khăn được. Eco Park vẫn luôn khó khăn, nhưng mà mình sẽ nhìn vào cái cách làm của họ. Ví dụ như là thậm chí là như ngoài Eco Park Hưng Yên vẫn có những cái sản phẩm mà có chậm tiến độ một chút, nhưng mà cái cách hành xử của chủ đầu tư Eco Park thì em nghĩ là vẫn ổn, bởi vì là cái giai đoạn mà họ có chậm tiến độ một chút họ vẫn trả lãi cho cư dân, cho đấy là cư dân rất là happy, rất là hài lòng, và anh sẽ không nhìn thấy những cái băng rôn phản đối với chủ đầu tư Eco Park là không có, bởi vì dân cư họ hiểu và họ đồng cảm, họ hiểu là cái lúc khó khăn thì cái gì cũng khó, nhưng mà người ta có cái thiện chí và bản thân mình thì cũng rất là yêu Eco Park, thì cư dân cũng cho Eco Park cơ hội, đúng không? Những nhà đầu tư Eco Park cũng cho Eco Park cơ hội, và Eco Park cũng đang rất nỗ lực. Và cái chuyện là chậm một chút tiến độ chỉ là một chuyện nhỏ thôi, bởi vì giữa hàng nghìn cái sản phẩm Eco Park làm thì có một xíu cái đó cũng là một cái điều bình thường, bởi vì là không cái gì hoàn hảo cả, không cái gì tròn như bi, đúng không? Không cái gì nhọn như giáo mác được, nó vẫn sẽ phải có những cái tương đối. Thì về Vinh này thì em cảm thấy là Eco Park đang rất nỗ lực để đem đến điều tốt cho người Vinh, bởi vì là cái việc là mọi người nhìn vào rất là mọi người sẽ nghĩ là rất đơn giản là làm một cái hồ Thiên Nga trước thôi, thì là bình thường thì làm không làm cái này trước thì làm cái kia trước thì cũng được, hoặc là mọi người sẽ nghĩ là làm cái hồ Thiên Nga trước để kéo người đến, để câu người đến, nhưng mà không, nó đều là tiền anh ạ. Cái tiền để mà làm công viên Hồ Thiên Nga đấy anh ạ, nó đã giúp chủ đầu tư họ xây được rất nhiều những cái biệt thự, cái nhà phố của những cái phân khu đã mở bán rồi, đúng không? Nhưng họ dành cái tiền đấy để làm tiện ích trước, thì đó cũng là một cái cách nhìn mà không phải chủ đầu tư nào cũng có cái góc nhìn như vậy để mà làm những cái điều như vậy. Thì em cũng nghĩ đấy là những cái mà để thuyết phục người dân Vinh hơn, để mà người dân Vinh họ lựa chọn Eco Park.